Top 10 chùm giang hồ khét nhất Việt Nam. Top 10 Long Phú Quốc. Long Phú Quốc. Top 9 Thái Ca Bin. Top 8 Ngân Trọc. Top 7 Quang Sambo. Top 6 Chu Bin. Top 5 Trường Con Nam Đệ. Top 4 Tế Điên Nam Định. Nam Định đưa lên lắm đầu gấu quá nhỉ. Top 3 Anh Hiệp Đen Sài Gòn. Top 2 Quấn Hoa Hồng. Top 1 Tiến Bịp. Khánh Nhất Khai biết top nào không? Top đặc biệt. Khánh Nhất Khai làm giáo trung mâm với cái đội này được. Top đặc biệt Sky. Khánh Nhất Khai làm sao mà trung mâm với cả hội này được. Ok anh em nhá.